Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Di Đà Kinh Sớ Sau Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 271. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sau Diễn Nghĩa hội bản, trang 565. Kinh văn: Thị Cố Xá Lợi Phất, nhớ đẳng giai đương tính thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết. Sử: Giai đương tính thọ thị di đệ tam trùng khuyến. Nghĩa là: Kinh văn, do vậy này Xá Lợi Phất, các ông hãy đều nên tin nhận lời ta và lời chư Phật đã nói. Sử: Đều nên tin nhận là khuyên lần thứ ba. Trong hội này, Đức Phật khuyên chúng ta tin tưởng lời Đức Phật đã nói. Đây là lần thứ ba. Trong phần sau sẽ còn có một lần nữa. Bốn lần khuyên lần khích lệ thật sự tỏ rõ lòng đại từ đại bi của Đức Phật, thật sự rát miệng buốt lòng khuyên nhủ. Chúng ta là đệ tử Phật, phải giống như Thiện Đạo Đại Sư đã dạy bảo trong phần chú giải chương Thượng Phẩm Thượng Sanh của Quán Kinh. Quyết định phải tin tưởng lời Đức Phật dạy. Ngoài Đức Phật ra, đối với những vị thiện tri thức được xã hội thế gian công nhận hoặc là bậc A-la-hán, Bích Chi Phật, quyền giáo Bồ Tát đã tu hành chứng quả, cho đến bậc Địa Thượng Bồ Tát, thậm chí Đẳng Giác Bồ Tát vì chúng ta thuyết pháp. Nếu những gì các ngài đã nói chẳng giống những điều được dạy trong ba kinh Tịnh Độ, chúng ta đều có thể chẳng cần tiếp nhận, đều có thể chẳng cần tin tưởng. Nhất định phải tin lời Đức Phật thì chúng ta mới thật sự đắc độ trong một đời này. Nếu chẳng tin lời Phật dạy, cứ tin lời chỉ dạy chẳng tương ứng của các vị từ hàng Bồ Tát trở xuống, quý vị sẽ gặp ma. Cứ sao nói là gặp ma? Ma chướng ngại quý vị chẳng thể giảng sanh trong một đời này. Ma hy vọng quý vị đời đời kiếp kiếp đều phải luân hồi trong lục đạo. Đấy là ma định gây chướng ngại, thử thách quý vị. Chúng ta ắt phải hiểu rõ chuyện này, quyết định phải tin tưởng lời Đức Phật dạy. Ở đây Đức Thế Tôn nói hết sức hay, phải tin tưởng ngã ngữ, tức là tin vào lời dạy của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cập chư Phật sở thuyết, và lời nói của chư Phật, tức là sáu phương Phật khác miệng cùng tiếng tán thán lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật, nhằm chứng minh cho Thích Ca Mâu Ni Phật những điều Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói hoàn toàn là chân tướng sự thật. Sử:
hữu phán thử xứ tức thuộc lưu thông, kim nhân thuộc chánh tông, dĩ thừa thượng văn chánh miệng tính thọ, linh giảng sanh cụ, tiền văn nhị giai khuyến nguyện, kim phục khuyến tính. Nghĩa là sự có người phán định chỗ này thuộc về phần lưu thông, nay tôi phán định phần kim văn này vẫn thuộc về phần chánh tông, do nó tiếp nối phần kim văn trước đó, chính là để khuyên lơ người nghe hãy tin nhận không được giảng sanh. Hai lần khuyên trong những phần kinh văn trước nhằm khuyên nguyện, nay trong phần kinh văn này lại khuyên tin. Hai lần trước nhằm khuyên lơ chúng ta ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ, nghĩa là hãy nên phát nguyện sanh vào cõi nước ấy. Ở chỗ này là khuyên tin, tức là lần thứ ba. Giai đương tính thọ ngã ngữ cập chư Phật sở thuyết, tức là đều nên tin nhận lời ta và lời chư Phật đã nói. Nói thật ra, thật sự có thể tin thì phước báo và trí huệ đúng là vô lượng vô biên, chẳng có cách nào có thể xưng nói. Kinh văn đã chép rõ điều này. Từ xưa đến nay, các đại đức bên giáo hạ phán định kinh điển, đối với cách chia đoạn trong bộ kinh này, mỗi vị phân đoạn khác nhau. Có vị cổ đức phán định phần này thuộc về phần lưu thông của kinh A-di-đà. Liên Trì Đại Sư vẫn y như cũ, coi đoạn kinh văn này thuộc về phần chánh tông. Ngài có cách phán định khác với cổ nhân. Sau thời Liên Trì Đại Sư, trong Di Đà kinh yếu giải, Ngẫu Ích Đại Sư phán định phần sáu phương Phật thuộc vào phần lưu thông. Cách phán định cũng khác Liên Trì Đại Sư. Thậm chí cách phán định của Ngài cũng chẳng giống cách phân đoạn của các vị đại đức từ xưa tới nay. Nhưng Ngẫu Ích Đại Sư cũng giải thích rất thỏa đáng, chúng ta nghe xong cũng cảm thấy rất hợp tình hợp lý. Cách phán định như thế nào tùy thuộc người nhân thấy là nhân, người trí thấy là trí. Điều quan trọng là chúng ta phải nương theo kinh văn. Còn đối với cách phân khoa, phán giáo và những chỉ dạy của tổ sư đều dùng để tham khảo, đừng chấp trước vào những thuyết đó. Trong tứ y pháp, Đức Phật dạy chúng ta y pháp bất y nhân. Kinh là pháp do Đức Phật nói, là chỗ nương cậy duy nhất cho chúng ta. Những lời giải thích của các vị từ bậc đẳng giác Bồ Tát trở xuống đều là nhân, hệ tương ứng với những điều đã dạy trong kinh thì chúng ta chọn lấy, chẳng tương ứng chúng ta chẳng chọn. Đó là nguyên tắc tu học do Thiện Đạo Đại Sư đã dạy chúng ta. Sau đệ tam khuyến giả thượng ngôn, văn thị thuyết giả, chỉ thị trì danh đắc sanh, dị ủy thoái dự bất thoái. Nghĩa là sau khuyên lần thứ ba trong phần trên có nói, nghe nói như vậy chính là nói đến người trì danh bèn được giảng sanh, nhưng chưa rõ thoái chuyển và bất thoái là như thế nào. Khi khuyên lần thứ nhất trong phần trước chỉ là nói rõ, chiếu theo phương pháp này để tu học, hoặc từ một ngày cho đến bảy ngày trì danh, nhất tâm bất loạn, quyết định được sanh về tịnh độ, chẳng nói cặn kẽ về bất thoái chuyển. Sau kim ngôn bất đẳng đắc sanh, tức ư vô thượng bồ đề vĩnh bất thoái chuyển. Nghĩa là sau này nói không chỉ được giảng sanh mà ác còn được vĩnh viễn chẳng thoái chuyển nơi vô thượng bồ đề. Trong phần trên đã nói, người nghe kinh này thọ trì đều được hết thảy chư Phật hộ niệm, được bất thoái chuyển nơi A Nậu Đà La tam miệu tam bồ đề. Đây là nói rõ không chỉ được giảng sanh mà còn bất thoái chuyển. Sau như thị tắc nguyện đương ích thiết, nghĩa là sau như thế thì tâm nguyện sẽ càng thêm thiết tha. Nếu chúng ta hiểu rõ những chân tướng sự thật này, tâm hướng về tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ nhất định càng thêm tha thiết, do biết cõi cực lạc quá tốt đẹp. Sau cố dân tam khuyến, nghĩa là sau do vậy nói lời khuyên lần thứ ba,
Đến chỗ này là khuyên chúng ta lần thứ ba: nhất định phải tin tưởng, nhất định phải phát nguyện, nhất định phải cầu sanh tịnh độ. Sau vị thuộc lưu thông giả, nghĩa là sau chưa thuộc phần lưu thông. Liên Trì Đại Sư giải thích cách phán định của Ngài, tức là đối với phương pháp phân đoạn, vì sao Ngài chia như vậy. Ngài nói phần này không thuộc về lưu thông. Sau dĩ tính nguyện giảng sanh, thị nhất kinh yếu lãnh, hạ văn trùng trùng khuyến tín, khuyến nguyện phán thuộc chánh tông. Nghĩa là sau vì tín nguyện giảng sanh chính là cương lãnh trọng yếu của kinh này. Do phần kim giang tiếp theo lại nêu rõ nhiều phen khuyến tín, khuyến nguyện, cho nên phán định phần này thuộc về chánh tông. Đây là cương lãnh trọng yếu nhất của kinh này: chuyên tín, chuyên nguyện, cầu sanh tịnh độ. Thuở ấy Đức Phật giảng ba kinh tịnh độ theo thứ tự: một, Thoạt Ban Sơ, giảng kinh Vô Lượng Thọ với dụng ý giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới hết sức hoàn chỉnh. Có thể nói kinh Vô Lượng Thọ là khái luận của Tịnh Tông. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong thế giới cực lạc, sự tu nhân chứng quả của A Di Đà Phật, cùng với sự kiến lập đạo tràng rộng độ chúng sanh, đều được nói rất rõ rệt. Thứ hai là giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy chúng ta ba chuyện, nói thật ra là để bổ sung cho kinh Vô Lượng Thọ. Ba chuyện ấy là: thứ nhất là lý luận, tâm này là Phật, tâm này làm Phật, nêu ra đạo lý này nhằm bổ sung những điều chưa nói trong đại kinh. Thứ hai là phương pháp, đã giới thiệu Tây Phương Cực Lạc nhưng đến đó bằng cách nào, vậy chúng ta phương pháp niệm Phật gồm có quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật, trì danh niệm Phật và thật tướng niệm Phật, nêu ra phương pháp. 16 phép quán là 16 loại phương pháp. Thứ ba, nói rõ chi tiết nhân quả của chín phẩm. Nói thật ra phần tam bối giảng sanh, nghĩa là ba bậc giảng sanh trong kinh Vô Lượng Thọ chẳng dài, chỉ là nói khái lược. Quán kinh chia ba bậc thành chín phẩm, giảng dạy nhân quả cặn kẽ, đó là tánh chất của quán kinh. Cuối cùng Đức Phật giảng kinh Di Đà. Giảng kinh này với dụng ý khuyến tín, khuyến nguyện, khuyên chúng ta nhất tâm niệm Phật. Vì thế bộ kinh này từ đầu đến cuối là khuyến tín, khuyến nguyện, khuyến hạnh. Tín, nguyện, hạnh là ba đại cương lãnh trọng yếu của kinh này. Có thể thấy ba kinh đều thuộc cùng một loại. Ở đây Đại Sư phán định đoạn kinh văn này vẫn thuộc về phần chánh tông. Sau ư nghĩa di đáng, nghĩa là sau xét theo nghĩa lý sẽ thỏa đáng. Ý nghĩa này tương đối thỏa đáng. Sau nhữ đẳng giả, chánh chỉ thân tử, dĩ cập hiện tiền đại chúng, kim vị lai nhất thiết chư chúng sanh đẳng. Nghĩa là sau nhữ đẳng chính là nói tới Ngài thân tử, tức Xá Lợi Phật, và hiện tiền đại chúng, kèm thêm hết thảy các loại chúng sanh trong đời mai sau. Thưa ý, Đức Phật giảng kinh trong pháp hội, tôn giả Xá Lợi Phất là bậc đương cư. Trong kinh này Đức Phật luôn gọi tên Ngài Xá Lợi Phất để nói. Hễ kêu tên thì những lời tiếp đó đều hết sức trọng yếu. Gọi tên nhằm khiến cho người đó, tức người được gọi, chú ý. Nhữ đẳng nghĩa là các ngươi, nói thật ra cũng bao gồm hiện tiền đại chúng. Chúng ta là những người đọc kinh văn này đều được bao gồm trong hai chữ nhữ đẳng. Do vậy có thể biết kinh này đối với bản thân chúng ta thân thiết như thế nào. Đức Phật chẳng coi chúng ta là người ngoài, nhữ đẳng là gộp cả chúng ta vào đó. Nói cách khác, kinh này nhằm nói với chính chúng ta. Kim vị lai nhất thiết chư chúng sanh đẳng, nghĩa là kim hết thảy chúng sanh trong tương lai. Mỗi người chúng ta đều được bao gồm trong đó. Sau
lương dĩ nhất Phật thân tuyên. Nghĩa là sao? Ấy là gì? Do một Đức Phật đích thân nói. Nhất Phật là Thích Ca Mâu Ni Phật, một vị Phật tự mình vì chúng ta tuyên giảng. Sao? Tức đường để tính. Nghĩa là sao? Hãy nên tin sâu. Lời Phật là chân thật ngữ. Kim Kim Cang có nói: Như Lai là chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả. Nghĩa là bậc nói chân thật, nói sự thật, nói đúng với bản chất sự vật. Như ngữ là hoàn toàn phù hợp chân tướng sự thật, chẳng tăng thêm tí nào mà cũng chẳng giảm bớt tí nào. Nói hoàn toàn đúng như chân tướng sự thật. Bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả, nghĩa là chẳng nói dối trá, chẳng nói khác lạ. Làm sao Đức Phật có thể gạt người ta cho được? Vì thế chúng ta hãy nên tin tưởng. Sau, chư Phật đồng tán, cắn phục hà nghi. Nghĩa là sau, chư Phật cùng khen ngợi, còn nghi ngờ chi nữa? Không chỉ là một vị Phật nói, ở đây chúng ta thấy là sáu phương. Sáu phương chính là mười phương. Mười phương hết thảy chư Phật đều vì Thích Ca Mâu Ni Phật chứng minh, đều tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật nói hay lắm, nói chẳng sai. Há còn hoài nghi ư? Quyết định là chẳng hoài nghi. Chẳng hoài nghi, lòng tin ấy mới gọi là chân tin. Sau khi đã thực sự tin tưởng, phải phát nguyện. Quyết định phát nguyện cầu giảng sanh. Đặc biệt là trong thời đại hiện tại, đúng là thế gian đại loạn chưa từng thấy trong lịch sử trước nay. Kinh gọi là ngũ trược ác thế. Đúng là trược ác đến tột bậc. Trược là tâm chẳng thanh tịnh, tâm địa bị ô nhiễm. Ác là khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều bất thiện. Trong Phật Pháp nói: Thân tạo giết trộm dâm, miệng nói dối, nói đôi chiều, nói thêu dệt, nói lời thô ác, ý tham sân si. Chúng sanh hiện thời tạo tác mười ác nghiệp. Này chúng ta thấy trược và ác rất rõ ràng, thì rất rõ rệt. Mỗi năm trược ác càng tăng trưởng nhiều hơn. Đấy chẳng phải là một hiện tượng tốt đẹp. Khi chúng tăng trưởng đến một mức độ nhất định, đại tai nạn sẽ bùng nổ. Người học Phật đầu óc phải tỉnh táo hơn kẻ bình phàm, biết mối quan hệ nhân quả. Đối với ác nhân và ác quả, ít nhiều cũng có tánh cảnh giác. Chúng ta đối diện hiện thực như thế nào? Nói cách khác, chúng ta sống như thế nào? Chúng ta sống cuộc đời ra sao? Nếu chẳng có đại trí huệ và đại phước báo, đối với cộng nghiệp rất khó cầu may được. Đại trí và đại phước cầu từ nơi đâu? Cách tu như thế nào? Ai này đều mong cầu mà chẳng cầu được. Thực tại là bày ra ngay trước mặt quý vị, nhưng quý vị chẳng nhận biết giá trị, chẳng nhận thức. Trong phần kinh văn ở phía trước, chẳng phải là Đức Thế Tôn đã bảo chúng ta rồi đó sao? Văn thị kinh thọ trì giả, giai di nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Nghĩa là người nghe kinh này thọ trì đều được hết thảy chư Phật hộ niệm. Trong cộng nghiệp mà có thể chẳng bị mắc nạn, quý vị có đại phước báo. Giai đắc bất thối chuyển ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Nghĩa là đều được chẳng thối chuyển nơi vô thượng chánh đặng chánh giác. Quý vị có đại trí huệ. Vì thế người trọn đủ tín nguyện hạnh là người có đại phước báo và đại trí huệ thì mới có thể vượt qua ngũ trược ác thiệt. Do vậy, kinh điển này, pháp môn này thật sự là chẳng thể nghĩ bàn. Vì sao kinh này được hết thảy chư Phật hộ niệm? Vì sao phải tán thán là có lý, chẳng phải là nói tùy tiện? Sau tính hạnh nguyện tam bất khả nhất quyết. Nghĩa là sao? Ba điều tính hạnh nguyện chẳng thể thiếu một điều nào. Thiếu một điều cũng đều chẳng thể. Phải thật sự tin, phải thật sự phát nguyện, phải thật sự niệm Phật. Đã hiểu rõ đạo lý, đã hiểu rõ chân tướng sự thật, chân tín, tức là lòng tin chân thật, sẽ chẳng có vấn đề. Đối với nguyện,
ác cần phải nhận thức rõ ràng xứ cảnh trước mắt, thật sự hiểu rõ sự khó khăn trong việc tu hành các pháp môn khác và sự thù thắng trong thế giới Tây Phương, để có thể chắc chắn giảng sanh trong đời này. Nếu những điều ấy đều hiểu rõ ràng, nguyện của quý vị sẽ tự nhiên sanh khởi. Sau khi đã có nguyện, nhất định phải chiếu theo phương pháp để tu học. Phương pháp để đến Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là niệm Phật. Điều quan trọng nhất trong niệm Phật là trong tâm có Phật, chẳng phải là có Phật ngoài cửa miệng. Ngoài cửa miệng có Phật, trong tâm chẳng có Phật, sẽ là như xưa kia hai vị đại sĩ Hàn Sơn và Thập Đắc đã cười nhạo kẻ niệm Phật, gào tòa cổ họng cũng uổng công. Vì sao? Miệng có, tâm không. Chữ niệm kim tâm, cái tâm hiện tại, trong tâm thực sự có, đó gọi là niệm Phật, hết sức quan trọng. Trong tâm thực sự có, không chỉ là ban ngày quý vị niệm tại đâu, nghĩ tại đó, mà đêm ngủ cũng nằm mộng thấy cảnh giới của Phật. Tục ngữ thường nói, ngày suy nghĩ gì, đêm nằm mộng thấy. Những điều này đều có thể chứng minh công phu niệm Phật của quý vị. Trong mộng có thể làm chủ, thì trong tương lai, khi mắc bệnh, có thể làm chủ trong khi đau bệnh. Điều này rất quan trọng. Nhất định là phải giữ A-di-đà Phật, giữ y báo và chánh báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới trong tâm. Tôi thường khuyên các đồng tu phải đọc kinh, phải nghe giảng. Trong tâm chúng ta không chỉ lưu giữ hình tướng A-di-đà Phật, lưu giữ hình tướng của A-di-đà Phật trong tâm thì vẫn chưa được, đó là chấp tướng, chẳng khác gì trì danh. Phải ghim tâm, nguyện, giải, hạnh của A-di-đà Phật trong lòng, đó là thật sự niệm Phật. A-di-đà Phật giữ tấm lòng gì? Cũng có nghĩa học nhân tịnh độ phải biết A-di-đà Phật dùng tâm như thế nào để xử sự đãi người tiếp vật. Chúng ta phải học theo Ngài. Kinh nói rất minh bạch, A-di-đà Phật dùng chân tâm, chẳng phải là vọng tâm. Ngài dùng cái tâm thanh tịnh, dùng tâm bình đẳng, dùng tâm đại bi. Có phải là chúng ta dùng những tâm ý để xử sự đãi người tiếp vật hay không? Chúng ta thật sự có thể dùng những tâm ý để xử sự đãi người tiếp vật. Thưa cùng chư vị, quý vị thật sự niệm Phật, tâm quý vị giống như tâm Phật. A-di-đà Phật có nguyện vọng gì? 48 nguyện trong kinh, nguyện nào trong 48 nguyện ý cũng đều nhằm phổ độ chúng sanh. Chúng ta niệm 48 nguyện rất nhuần nhuyễn, biến 48 nguyện thành đại nguyện của chính mình. Nguyện của ta và nguyện của A-di-đà Phật cũng như nhau. Đó là thật sự niệm Phật. A-di-đà Phật tu hành như thế nào? A-di-đà chứng quả như thế nào? Tiếp dẫn chúng sanh trong mười phương thế giới như thế nào? Thời thời khắc khắc, chúng ta ghim những chuyện ấy trong tâm, tịnh niệm tiếp nối. Đó là thật sự niệm Phật. Chiếu theo khuôn mẫu của A-di-đà Phật để đắp nặng chính mình, khiến cho chính mình giống A-di-đà Phật như đúc. Chứ vậy ngẫm xem, há có thể nào chẳng giảng sanh ư? Chắc chắn là giảng sanh. Miệng thường niệm câu Phật hiệu sẽ có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là khiến cho chánh niệm của chính mình được dấy lên, tức là nhắc nhở chính mình chớ nên quên bản tâm, nguyện, giải, hạnh và vô lượng công đức của Phật A-di-đà. Ý nghĩa thứ hai là tiếp dẫn chúng sanh. Chúng ta niệm cho người khác nghe, một phen thoảng qua tai, vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo. Vì thế, niệm Phật ra tiếng là tự lợi lợi tha. Lúc chẳng có ai cũng nên niệm Phật ra tiếng. Có các loại chúng sanh mắt ta không trông thấy, còn có quỷ thần ở bên cạnh chúng ta, họ cũng nghe thấy. Chúng ta niệm Phật hiệu, họ cũng được lợi ích. Câu Phật hiệu có công đức chân thật chẳng thể nghĩ bàn. Dùng phương pháp này để tự lợi lợi tha. Vì thế, đối với ba điều tín, nguyện, hạnh, chẳng thể thiếu một điều nào. Thiếu một điều sẽ chẳng thể giảng sanh. Sau cố tiền văn khuyến nguyện, kim phục khuyến tín, phục khuyến giả,
Tiền lục phương trung dĩ khuyến đương tính thị kinh. Nghĩa là sau. Vì thế trong phần trước đã khuyên nguyện, nay lại khuyên tính. Nói lại khuyên, vì trong phần sáu phương trước đó đã khuyên hãy nên tin tưởng kinh này. Đấy là chư Phật khuyên. Sau, kiên phục minh ngôn đương tính ngã ngữ. Nghĩa là sau, nay Đức Phật lại nói rõ, hãy nên tin lời ta. Đức Phật thật sự chẳng phụ chúng sanh. Chúng sanh phạm lỗi đối với Phật, cô phụ lời Phật giáo huấn. Ở đây Đức Phật lại bảo rõ ràng, khuyên chúng ta hãy tin tưởng lời Ngài, hãy tin vào những điều Ngài đã nói. Sau, lương dĩ bất nguyện, diêu ư bất tin. Nghĩa là sau, vì chẳng nguyện là do chẳng tin. Cái nguyện giảng sanh của chúng ta chẳng thiết tha, chẳng chân thật. Nguyên nhân là ở chỗ nào? Chúng ta chẳng có lòng tin thật sự. Vì sao chẳng có lòng tin thật sự? Chẳng thật sự hiểu rõ, chẳng thật sự hiểu minh bạch chuyện này. Thật sự hiểu rõ, thật sự hiểu minh bạch, lẽ đâu chẳng tin tưởng. Sau, bất tín tắc khởi hạnh vô diêu, cố Phật ư thử kinh trung trung khuyến tín. Nghĩa là sau, chẳng tin thì sẽ không do đâu mà khởi hạnh được. Vì thế trong kinh này Đức Phật đã nhiều lượt khuyên tin. Khởi hạnh là niệm Phật. Tuy miệng niệm Phật, nhưng sự niệm Phật ý giống như bèo trôi, chẳng có rễ. Sau, như đại bổ ngôn, bất tín Phật ngữ giả, nại ác đạo trung lai. Dư ương dị tận, ngu si bất tín, dị đương giải thoát. Nghĩa là sau, như kinh đại bổn nói, kẻ chẳng tin lời Phật chính là từ ác đạo sanh tới. Những ương quả còn sót lại chưa hết sạch, vì thị ngu si chẳng tin, chưa được giải thoát. Kinh Vô Lượng Thọ có một đoạn kinh văn như thế. Đức Phật dạy rõ, kẻ nghe nói có đoạn kinh văn như thế, Đức Phật bảo rõ, nghe kinh này kẻ đó vẫn chẳng tin tưởng, chính là vì nghiệp chướng rất nặng. Đời trước là do từ ác đạo sanh tới. Đời trước ở trong ác đạo chính là sự thật. Hiện thời bên ngoại quốc, người ta dùng phương pháp khoa học để chứng minh. Hiện nay người ngoại quốc tin có lục đạo luân hồi, vì từ các chứng minh khoa học họ đã phát hiện rất nhiều người đời trước ở trong súc sanh đạo. Tỷ lệ người từ nhân đạo sanh trở lại nhân gian hoàn toàn chẳng nhiều, còn tỷ lệ sanh từ súc sanh đạo vào loài người rất nhiều. Còn như đối với ngạ quỷ địa ngục, khoa học vẫn chẳng có cách nào phát hiện. Dư ương dị tận, nghĩa là quả ương còn sót lại chưa hết sạch. Vì thế kẻ y ngu si gặp gỡ pháp môn này mà chẳng thể tin tưởng, chẳng thể giải thoát. Duyên thành Phật trong đời này của kẻ y chưa chín mùi. Dị đương giải thoát, nghĩa là chưa được giải thoát. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là thành Phật, là giải thoát. Sau, hữu pháp tạng nguyện dân, chí tâm tín nhạo dục sanh ngã sát, thập niệm tất sanh, duy trừ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp. Nghĩa là sau, lại nữa, Ngài pháp tạng nguyện rằng, chí tâm tin ưa muốn sanh về cõi ta, mười niệm ắt được sanh, chỉ trừ kẻ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp. Điều này được nói trong phần 48 nguyện của kinh Vô Lượng Thọ. Chí tâm là chân tâm, tín nhạo là tin tưởng, ưa thích. Đấy là tính thành tựu. Dục sanh ngã sát, nghĩa là muốn sanh về quải ta, là nguyện thành tựu. Thập niệm là hạnh thành tựu, đó là nguyện thứ 18, 10 niệm ắt được giảng sanh. Duy trừ ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp, nghĩa là chỉ trừ ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp. Kinh Vô Lượng Thọ nói ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp. Còn trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Đức Phật bảo ngũ nghịch mà chẳng quỷ bán chánh pháp vẫn có thể giảng sanh. Do vậy có thể biết ở đây là ngũ nghịch, lại còn quỷ bán chánh pháp.
loại người y chẳng thể giảng sanh. Nếu phạm tội ngũ nghịch mà chẳng quỷ bán chánh pháp, gặp gỡ pháp môn này, khi lâm chung người ấy có thể tin, có thể nguyện, do mười niệm cũng có thể được giảng sanh. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, chương Hạ Phẩm Hạ Sanh nói tới kẻ tạo nghiệp ngũ nghịch thập ác, lâm chung gặp thiện tri thức, vậy người ấy niệm Phật giảng sanh, người ấy vừa nghe liền tiếp nhận. Vì thế một niệm hay mười niệm đều có thể giảng sanh. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là hạ phẩm giảng sanh, thuộc hạ người này. Tôi đã từng nói với các đồng tu, nếu chúng ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuyệt đối chẳng phải là hạ phẩm. Bởi lẽ chúng ta chẳng tạo tội nghiệp nặng nề dường ấy. Sau bán chánh pháp giả, bất tín chi dị giả. Nghĩa là sao? Bán chánh pháp là nói tới kẻ chẳng tin. Đối với chuyện bán pháp, nếu người ấy tin tưởng sẽ chẳng bán pháp. Bán pháp là gì chẳng tin? Ở đây tôi hy vọng các đồng tu sẽ chú ý, quyết định chớ nên sơ sót, ơ hờ đọc lướt qua câu này. Ý nghĩa hết sức sâu rộng đây nha. Nay chúng ta tu tịnh độ, thấy người ta tham thiền trì chú, chúng ta phê bình quỷ bán họ có được hay không? Chẳng được, đều thuộc về bản pháp. Vô lượng pháp môn đều do Đức Phật nói. Nếu quý vị coi rẻ quỷ bán, tức là bán Phật, bán pháp, bán tăng, đều tạo thành chướng ngại cho sự giảng sanh của chính mình. Chúng ta phải biết dùng thái độ gì đối với những người thuộc các pháp môn bất đồng. Phải học theo Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài Đồng Tử tham học 53 lần. Trong 53 vị thiện tri thức, có 2 vị nêu gương niệm Phật. Vị trước nhất là vị thiện tri thức đầu tiên, tức Tỳ Kheo Đức Dân. Vị cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát. 49 vị thiện tri thức giữa 2 vị này đại diện cho vô lượng vô biên pháp môn. Thái độ của Thiện Tài Đồng Tử đối với những vị đại đức thuộc các pháp môn khác là cung kính tán thán. Đó là đúng. Tán Phật, tán pháp, tán tăng, quyết định chẳng quỷ bán. Tuy lễ kính tán thán, Thiện Tài Đồng Tử chẳng học theo họ. Luyến đức lễ từ. Luyến là hâm mộ sự tu học của quý vị. Tôi hết sức cung kính quý vị. Từ là gì? Tôi chẳng học theo quý vị. Các vị học pháp y hết sức tốt đẹp, tôi vẫn thật thà niệm Phật, chẳng học pháp môn của quý vị mà vẫn y như cũ, thâm nhập một môn. Từ 53 lần tham học, chúng ta thấy mỗi vị thiện tri thức đều là thâm nhập một môn. Tuy pháp môn khác nhau, thành tựu đều như nhau, tán thán lẫn nhau, chẳng quỷ bán nhau. Chứ vị đồng tu ngàn muôn phần phải ghi nhớ điều này. Nghe người khác quỷ bán chúng ta chắp tay A-di-đà Phật, chẳng cần biện bác. Thái độ ấy là đúng. Quý vị biện bác chẳng giải quyết được gì, càng biện bác họ càng quỷ bán nhiều hơn. Họ quỷ bán một câu, quý vị niệm A-di-đà Phật một câu, bán bổ hai câu bèn niệm hai câu A-di-đà Phật. Họ nói 10 câu, 8 câu, nói mệt rồi sẽ chẳng nói nữa. Họ quỷ bán, chúng ta lễ tán. Chúng ta chắp tay là lễ, xưng niệm A-di-đà Phật là tán. Đó là đúng. Vì thế câu này có ý nghĩa hết sức sâu. Chúng ta chớ nên phạm phải lỗi lầm biện bác ý. Sau hữu văn thù bát nhã kinh, như tiền sở dẫn mạc diệt dân, duy trừ bất tín hữu hoa nghiêm dị, tín di đạo nguyên công đức mẫu. Nghĩa là sao? Kinh Văn Thù Bát Nhã như đã dẫn trong phần trước, cuối cùng cũng nói chỉ trừ chẳng tin. Kinh Hoa Nghiêm lại nói tín là nguồn đạo, mẹ công đức. Những điều này đều nhằm nói rõ tín hết sức quan trọng. Kinh Hoa Nghiêm nói tín là cội nguồn của đạo, nguyên là nguồn gốc căn bản, tín là căn bản để nhập đạo, mẹ công đức. Mẹ là tỷ dụ có thể sanh, mẹ có thể sanh ra con cái, tính giống như mẹ,
có thể sanh ra hết thảy công đức. Sau nhi phục lũy ngôn bất trị, khởi đồ nhiên tai, nghĩa là sau mà còn nói nhiều lần chẳng thôi, hà có phải là chuyện phí công ư? Lũy ngôn là nhắc đi nhắc lại, khuyên đi khuyên lại. Khởi đồ nhiên tai nghĩa là há có phải là chuyện phí công ư? Chẳng phải là không có đạo lý, mà là có nỗi khổ tâm rất sâu trong ý. Do đó Phật Bồ Tát chẳng ngại phiền, hết lần này tới lần khác khuyên chúng ta phải tin tưởng. Thánh hiền thế gian và xuất thế gian, nhất là bậc đại thánh xuất thế thông đạt, hiểu rõ chân tướng của vũ trụ và nhân sinh, đã vì chúng ta tuyên nói. Chúng ta phải nên tin tưởng chuyện này. Vì sao các ngài thông đạt hiểu rõ? Tâm các ngài thanh tịnh, tâm thanh tịnh chiếu kiến, tâm giống như một tấm gương chiếu rành mạch rõ ràng cảnh giới bên ngoài. Tâm chúng ta trược ác, đó là ô nhiễm, tác dụng chiếu hoàn toàn bị mất sạch, chẳng có tác dụng giác chiếu. Tâm ô nhiễm khởi tác dụng là tà tri tà kiến, suy tưởng loạn xạ. Suy tưởng loạn xạ, thân và miệng bèn tạo tác săn bậy, tội nghiệp nặng nề, quả báo khổ sở. Vì sao chúng ta phải tin tưởng giáo huấn và ngôn luận của các bậc thánh hiền? Đạo lý là do chỗ này. Người hiện thời chẳng tin tưởng cổ thánh tiên hiền, mà cũng chẳng tin tưởng người khác, luôn tin vào tà tri tà kiến của chính mình, làm sao được nữa? Mảy may khiêm hư cũng chẳng có. Trong 64 quẻ của kinh dịch, phần nói về quẻ khiêm có câu: khiêm thọ ích, nghĩa là người khiêm hư có thể nhận được vô lượng vô biên lợi ích. Mãn chiêu tổn, lòng người hiện thời tự mãn chẳng khiêm hư, thiện ngôn vì thế đối với thiện hạnh chẳng tiến nhập được. Đó là nguyên nhân căn bản khiến cho thiên hạ đại loạn. Do tự mãn thiếu khiêm hư, cho nên nhất quyết chẳng thể tiếp nhận thiện ngôn, chẳng thể tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền. Sau Thanh Lương đại sư dân, Cao Tề đại hạnh hòa thượng tôn sùng niệm Phật, dị tứ tự giáo chiếu, dị tính ức nhị tự, bất ly ư tâm, xưng kính nhị tự, bất ly ư khẩu, giảng sanh tịnh độ, yếu tu hữu tính, thiên tính tức thiên sanh, vạn tính tức vạn sanh. Nghĩa là sau Thanh Lương đại sư nói, đời Cao Tề hòa thượng đại hạnh ngưỡng mộ sùng bái niệm Phật, dùng bốn chữ để dạy rằng: ngài nói hai chữ tin nhớ chẳng lìa khỏi tâm, hai chữ xưng kính chẳng lìa nơi miệng. Giảng sanh tịnh độ cần phải có tín, ngàn người tin ngàn người giảng sanh, giảng người tin giảng người giảng sanh. Thanh Lương đại sư là tổ sư đời thứ tư của tông Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm kinh sớ sau do ngài trước tác. Thời đại Nam Bắc triều, hoàng đế nước Tề họ Cao, nên sử gọi triều đại này là Cao Tề. Hòa thượng đại hạnh chuyên tu pháp môn niệm Phật. Ngài niệm Phật qua tứ tự quyết, tức là dùng bốn chữ ấy để dạy người niệm Phật. Bốn chữ ấy là tín, ức, xưng, kính. Tín ức đặt chữ tín lên đầu, ức là như Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói, ức Phật niệm Phật. Ức nghĩa là nhớ, là trong tâm thật sự có Phật, thường tưởng Phật, tưởng Phật phát tâm. Thoạt đầu Phật phát tâm như thế nào? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn đã giới thiệu Đức Phật tu hành phát nguyện giúp đỡ hết thảy chúng sanh, tốc tật viên thành Phật đạo ra sao. Tốc tật là nhanh chóng, chẳng cần tới ba đại A Tăng kỳ kiếp, thời gian quá dài. Viên là viên mãn, chẳng cần lần lượt chứng đắc 51 giai cấp. Lần lượt chứng đắc như vậy chậm chạp quá, vất vả quá. Nhanh chóng viên thành Phật đạo toàn là do vô lượng công đức của A-di-đà Phật gia trì. Chúng ta thường nghĩ tới những điều ý, đừng nên suy nghĩ loạn xạ. Suy nghĩ loạn xạ chẳng nghĩ tới Phật. Thưa cùng chư vị, những gì quý vị suy tưởng đều là tạo nghiệp luân hồi.
hàng ngày tạo nghiệp luân hồi chẳng ngừng, quý vị còn có thể thoát khỏi luân hồi hay chăng? Chắc chắn là chẳng thoát khỏi. Này, chúng ta chuyển ý niệm, chuyên tưởng A-di-đà Phật, tưởng y báo và chánh báo trang nghiêm trong thế giới cực lạc, tưởng vô lượng công đức của họ, những người sống trong cõi cực lạc. Đó gọi là tu tịnh nghiệp. Tâm thanh tịnh giống như tâm nguyện giải hạnh của Phật. Thường nghĩ tưởng, tự nhiên sẽ tương ứng, tự nhiên giống nhau. Tính ức nhị tự bất ly ư tâm, nghĩa là hai chữ tin và nhớ chẳng lìa nơi tâm. Trong tâm thật sự tin, thường nhớ Phật. Xưng kính nhị tự bất ly ư khẩu, nghĩa là hai chữ xưng kính chẳng lìa nơi miệng. Xưng là xưng danh, tức là miệng niệm Phật, miệng chẳng lìa A-di-đà Phật. Kính giải thích như thế nào? Có phải là suốt ngày từ sáng đến tối lạy A-di-đà Phật hay không? Chẳng phải vậy. A-di-đà Phật cũng chẳng cần quý vị lạy lục. Kính là trong cuộc sống hàng ngày, xử sự đãi người tiếp vật bèn nghiêm túc nhận trách nhiệm, đó là kính. Kính người, kính sự, kính nghiệp, nghĩa là chúng ta theo đuổi bất cứ nghề nghiệp nào bèn thực hiện tốt đẹp phận sự chức trách của chính mình, đó là kính nghiệp. Kính vật là yêu thương hết thảy muôn vật. Phật kính hết thảy chúng sanh, chúng ta làm như vậy bèn gọi là kính Phật. Chẳng phải là trông thấy tượng Phật bèn rất cung kính, trông thấy cha mẹ bèn chẳng quan tâm, vênh mặt lên, đó chẳng phải là người học Phật. Phải dùng tấm lòng kính Phật để đối đãi hết thảy mọi người, đối đãi hết thảy mọi sự, hết thảy mọi vật, đó là đúng, đó là lễ kính chư Phật. Trong hạnh nguyện phổ hiền, chúng ta tu hành là tu từ chỗ này. Khi chưa học Phật, chúng ta chẳng biết kính là gì. Sau khi đã học Phật, chúng ta mới bừng tỉnh giác ngộ. Chúng ta dùng chẳng qua kính ý đối với người, đối với sự, đối với vật, đại bất kính. Từ nay trở đi, chúng ta học theo Phật. Hai chữ xưng kính chẳng lìa nơi miệng. Miệng ở đây bao gồm thân. Giảng sanh tịnh độ yếu tu hữu tín, nghĩa là giảng sanh tịnh độ cần phải quá tín. Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tín là điều kiện bậc nhất. Chẳng quá tín chắc chắn sẽ chẳng thể giảng sanh. Chân tín, tín đương nhiên là có nguyện, đương nhiên là có hạnh. Do vậy 1.000 người tin, tin ở đây là trọn đủ tín nguyện hạnh, 1.000 người ấy đều có thể giảng sanh, chẳng sót một ai. Một dạng người có thể tin, một dạng người ấy đều giảng sanh. Cổ nhân thường nói dạng người tu dạng người định, một người cũng chẳng sót. Này, như chúng ta thấy, một dạng người niệm Phật thật sự có thể giảng sanh cũng chẳng quá đôi ba người. Chẳng như cổ nhân nói dạng người tu dạng người định, có phải là cổ nhân nói sai hay không? Cổ nhân nói chẳng sai. Người hiện thời niệm Phật nói đến tín thì tín ở ngoài miệng, trong tâm chẳng tin tưởng, đó là giả tín, chẳng phải là chân tín, do đó chẳng thể giảng sanh. Người thật sự tin há còn lưu luyện thế giới này ư? Còn tham cầu tiếng tâm lợi dưỡng ư? Hễ còn mảy may lưu luyện thế giới này, hễ có mảy may dưỡng mắt, đều là bất tín. Người thật sự tin tưởng, đúng là thân, tâm, thế giới hết thảy đều buông xuống. Sự buông xuống ấy chẳng phải là buông xuống nơi sự, nơi sự chẳng có chướng ngại, sự sự vô ngại. Trong tâm buông xuống, tâm địa thanh tịnh, trong tâm chỉ có Phật, chỉ có tịnh độ. Ngoài tịnh độ ra, trong thế giới sa bà này đích xác là chẳng có chút vướng mắc nào. Chẳng có vướng mắc mà cũng chẳng có ưu lự, đấy là chân tín. Như vậy thì 1.000 người tin, 1.000 người sanh, dạng người tin, dạng người sanh, có ý nghĩa như vậy đó. Sau tín Phật danh tự, chư Phật tức cứu, chư Phật tức hồn, nghĩa là sau tin vào danh hiệu Phật, chư Phật liền cứu, chư Phật liền hộ trì. Đại sư nói những lời này đều nhằm nói rõ ý nghĩa tin yếu,
những lời dạy tinh thuần nhất trong kinh. Chỉ cần quý vị tin tưởng một câu Nam Mô A Di Đà Phật, sẽ được hết thảy chư Phật hộ niệm, sẽ được hết thảy chư Phật cứu vớt che chở. Bất luận kiếp nạn như thế nào, quý vị đều có thể tránh khỏi, đều có thể chẳng hứng chịu những tai nạn ấy. Phước báo ấy to cỡ nào, hiện thời bao nhiêu người đang cầu điều này, chẳng biết dùng phương pháp gì để cầu. Họ mê hoặc điên đảo, phương pháp thù thắng nhất, ổn thỏa, thích đáng nhất bày ra trước mặt, họ chẳng tin tưởng, chẳng có cách nào hết. Áp dụng phương pháp ý, Phật sẽ cứu quý vị. Chẳng phải là một vị Phật, mà là tất cả hết thảy chư Phật đều cứu quý vị. Tất cả hết thảy chư Phật đều hộ niệm quý vị. Sau, tâm thường ức Phật, khẩu thường xưng Phật, thân thường kính Phật, hỷ danh thâm tín. Nghĩa là sao? Tâm thường nhớ Phật, miệng thường niệm Phật, thân thường kính Phật thì mới gọi là tin sâu. Đây là nêu ra tiêu chuẩn của tín, nêu ra tướng trạng của tín. Như thế nào thì mới gọi là thâm tín? Trong tâm thật sự quá Phật, miệng thường niệm Phật, thân thường kính Phật, tức là chúng ta từ sáng đến tối xử sự đãi người tiếp vật hết thảy cung kính, thì mới gọi là thâm tín. Sau, nhậm ý tảo giảng, chung vô tái trụ diêm phù chi pháp. Nghĩa là sau, tùy ý giảng sanh sớm hay trễ, trọn chẳng còn vướng mắc trong các pháp của cõi diêm phù này. Nhậm ý ở đây có nghĩa là tự tại, sanh tử tự tại, giảng sanh tự tại. Tảo giảng là gì? Ta mong sớm có ngày đến thế giới cực lạc, hoặc ta mong đến đó trễ một chút. Giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới có thể tùy thuộc ý muốn của chính mình. Muốn đi bèn đi, muốn ở thêm vài năm cũng chẳng trở ngại. Quyết định chẳng có lẽ nào bị luân hồi. Tái trụ diêm phù chi pháp, nghĩa là còn vướng mắc trong các pháp của cõi diêm phù đề, nghĩa là phải luân hồi trong lục đạo. Người chân tín, chân nguyện, chân hạnh chẳng luân hồi trong lục đạo, chẳng còn bị luân hồi trong lục đạo nữa, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, sanh tử tự tại. Còn như giảng sanh sớm hay muộn, tuyệt đối chẳng phải do tham luyến thế giới này. Nếu nghĩ ta vẫn chẳng mong giảng sanh, phải qua mấy năm nữa rồi mới đi, kẻ ấy chẳng thể giảng sanh được. Nguyên nhân gì khiến cho người ấy, tức là người giảng sanh tự tại, lưu lại? Hãy còn có những kẻ hữu duyên cần chúng ta khuyên dạy độ họ, chỉ có lý do này. Quá duyên, tức duyên giáo hóa, đã hết bèn ra đi. Lại quan sát, nhận thấy chẳng còn có kẻ hữu duyên nào nữa, ta ở nơi đây vô ích. Căn tánh của những kẻ đó chẳng chín mùi, ta có khuyên họ, họ cũng chẳng thể nghe, chẳng thể tiếp nhận. Ta hãy nên đến thế giới cực lạc. Nếu còn có người mà ta khuyên họ, họ chịu tin tưởng và cũng chịu nghiêm túc phát nguyện niệm Phật giảng sanh tịnh độ, vậy thì ta chưa nên đi, phải giúp đỡ họ. Đạo lý là như thế đó. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trên thế gian hoàn toàn là do cái duyên hóa độ chúng sanh. Duyên tụ, Phật Bồ Tát bèn đến, duyên hết, các ngài ra đi. Trong y tuyệt đối chẳng có chuyện cảm tình. Hễ có cảm tình thì sẽ phải luân hồi trong lục đạo. Sau, thử sách phát tính tâm, tối di thiết yếu giả. Nghĩa là lời dạy này, tức lời dạy của Hòa Thượng Đại Hạnh, nhằm sách tấn hành nhân tịnh tông nhận biết phát khởi tín tâm là điều thiết yếu nhất. Đây là Đại sư Thanh Lương tán thán phương pháp niệm Phật do Hòa Thượng Đại Hạnh đã dạy. Sách là cảnh tỉnh, cảnh tỉnh răng nhắc và cổ vũ, khuyên người ta hãy phát tâm. Bốn chữ ấy đơn giản, ngắn gọn, trọng yếu: tín, ức, xưng, kính. Diễn: lũy ngôn bất trí giả, như tính vô cấu trược, tâm thanh tịnh, tính năng tất thí tâm vô lận, tính năng hoan hỷ nhập Phật pháp, tính năng tăng trưởng trí công đức,
tính năng tất đáo như lai địa đẳng. Nghĩa là diễn, nói nhiều lần chẳng thôi. Như tính chẳng có cấu trược, tâm thanh tịnh. Do có tính tâm nên có thể phát tâm bố thí chẳng keo tiếc. Do tính tâm nên có thể hoan hỷ khế nhập Phật Pháp. Do tính tâm nên có thể tăng trưởng công đức nơi trí huệ. Do tính tâm nên ắt có thể đạt đến địa vị Như Lai, vân vân. Điều này trích từ một bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm. Tính vô cấu trược, tâm thanh tịnh, nghĩa là lòng tin chẳng có cấu trược, tâm sẽ thanh tịnh. Câu này có cùng ý nghĩa với câu Kinh Kim Cang. Tính tâm thanh tịnh, ác sanh thực tướng. Cảnh giới tương đồng. Đối với thế giới Tây Phương, đối với Phật A-di-đà, chúng ta nảy sanh tính tâm chân thật, tâm quý vị bèn thanh tịnh. Vì sao thanh tịnh? Thân, tâm, thế giới, hết thảy đều buông xuống, lẽ đâu chẳng thanh tịnh? Đương nhiên là thanh tịnh. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong thế giới Tây Phương là thật tướng. Một câu A-di-đà Phật, sáu chữ hồng danh là thật tướng. Tính năng tất thí tâm vô lận, nghĩa là do có tính tâm nên có thể phát tâm bố thí chẳng keo tiếc. Câu này nói đến sự buông xuống. Nhất tâm nhất ý đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đối với tất cả những thứ trong cõi này đều có thể buông xuống, đều có thể thí xả, tuyệt đối chẳng còn mảy may keo kiệt nào, thật sự buông xuống. Tính năng hoan hỷ nhập Phật Pháp, nghĩa là do tính tâm nên có thể hoan hỷ khế nhập Phật Pháp. Pháp hỷ sung mãn, do tính tâm thanh tịnh bèn có thể tiến nhập Phật Pháp. Câu này thông thường là nói đến sự chứng quả và chứng nhập trong tu hành. Chứng quả gì như thế nào? Quả vị thấp nhất là sơ trụ trong viên giáo hoặc sơ địa trong biệt giáo. Kinh Kim Cang nói tính tâm thanh tịnh tắc sanh thật tướng, nghĩa là tính tâm thanh tịnh bèn sanh thật tướng. Sanh thật tướng là thấy chân như bản tánh. Chân như bản tánh là thật tướng. Thiền Tông nói là minh tâm kiên tánh. Sơ trụ Bồ Tát phá một phẩm vô minh, chứng một phần chân tánh thì gọi là nhập Phật Pháp. Nhập ở đây là chứng nhập, khế nhập. Đây là Pháp Thân Đại Sĩ. Tu học Đại Thừa rất nhanh. Trong Pháp Đại Thừa, cách trì danh niệm Phật của Tịnh Tông là chẳng thể nghĩ bàn nhất. Chỉ cần quý vị chuyên tịnh. Nói thật ra, quý vị này tuy vẫn chưa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đây là nói chúng ta trong hiện tại, đối với Pháp môn Tịnh Tông và năm kinh Tịnh Độ, thật sự tin sâu, chẳng ngờ giật mảy may, thật sự nguyện, thật sự niệm Phật, thì ngay trong hiện tiền quý vị có địa vị bằng với sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo, bằng với sơ địa Bồ Tát trong biệt giáo. Hiện tiền đã là bất thoái chuyển, sau khi giảng sanh sẽ từ cơ sở này chẳng ngừng tiến lên cao hơn. Tăng bao nhiêu cấp tùy thuộc mức độ dụng công của quý vị. Tính năng tăng trưởng trí công đức, nghĩa là do tính tâm nên có thể tăng trưởng công đức nơi trí huệ. Người ấy không ngừng tiến cao hơn. Tính năng tất đáo như lai địa, nghĩa là do tính tâm ác đạt đến địa vị Như Lai. Địa vị Như Lai là thành Phật viên mãn rốt ráo, đều bao gồm trong chữ tính. Chứ vị phải hiểu, hễ còn có vướng mắc, còn có cách nghĩ ý, còn có điều gì chẳng buông xuống được, đều gọi là bất tín. Tôi hy vọng quý vị chép mấy câu này vào sổ tay để thường đọc, hòng kiểm nghiệm xem tính tâm của chúng ta rốt cuộc là thật hay giả, chúng ta tin tới mức độ nào. Pháp môn này đúng là mầu nhiệm đến cùng cực. Sự tính giả bất nghi chi dị, nghĩa là sự tính có nghĩa là chẳng nghi, chẳng có mảy may nghi hoặc, hoàn toàn khẳng định, đó là tính. Sự thọ giả tính dĩ nhi lãnh nạp bất dông chi dị, nghĩa là sự thọ là đã tin rồi bèn nhận lãnh chẳng quên. Thọ có nghĩa là tiếp nhận. Sau khi ta đã tin tưởng, đối với những lý luận do Đức Phật đã dạy trong kinh điển, ta đều tiếp nhận,
ta nương theo đạo lý ấy để thực hiện. Đối với phương pháp do Đức Phật đã dạy, ta hoàn toàn tiếp nhận, tuân theo phương pháp ấy để tu học. Đối với cảnh giới do Đức Phật đã giảng, ta hoàn toàn tiếp nhận, ta tu hành, nhất định sẽ dần dần khế nhập cảnh giới ấy. Đó là thọ. Có lắm kẻ chẳng hiểu ý nghĩa của thọ, cứ ngỡ mỗi ngày niệm kinh này một lần là thọ trì. Hà, có chuyện dễ dàng như vậy? Đó gọi là đọc tụng, thọ trì là chuyện khác hẳn. Thọ là thật sự tiếp nhận lý luận, phương pháp, cảnh giới và các thứ giáo huấn của Đức Phật. Thấy đều tiếp nhận, nghiêm túc thực hiện thì mới là thọ. Thực hiện cho đến hết tuổi thọ, quyết định chẳng trái nghịch, đó là trì. Trì là gìn giữ, là tiếp nối, chẳng gián đoạn giữa chừng. Ta vĩnh viễn làm như vậy. Sự tính nhi bất thọ do phất tính giả, nghĩa là sự tính mà chẳng nhận lấy thì cũng như chẳng tin. Nếu như tin, đã tin nhưng chẳng tiếp nhận, vậy thì niềm tin ấy chẳng đạt được lợi ích, vẫn là luống uổng. Vì thế sau tính nhất định phải là thọ, thọ rồi nhất định phải hành. Công đức mới là viên mãn, mới là phước huệ nhị nghiêm, thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế chúng ta lý giải, hiểu rất rõ ràng, minh bạch, biểu hiện ra ngoài đúng là pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ sung mãn chính là cuộc sống sung sướng mỹ mãn mà người thế gian hết sức hâm mộ. Cuộc sống thật sự sung sướng mỹ mãn chỉ có người niệm A-di-đà Phật, chuyên tu tịnh độ mới có. Thật sự sung sướng, thật sự hạnh phúc, thật sự mỹ mãn. Sau tính nhi bất thọ, nghĩa là sau tính mà chẳng nhận, đã tin nhưng chẳng tiếp nhận. Sau thí như hữu nhân quỷ dĩ dị bảo, nghĩa là sau ví như có người được tặng báu vật lạ lùng. Quỷ là biếu tặng, có người tặng quà cho quý vị, đưa tặng báu vật hết sức quý báu lạ lùng. Sau tuy tri thị bảo, thâm tính vô nghi, nghĩa là sau tuy biết là của báu, tin sâu chẳng nghi, biết đó là của báu vẫn chẳng được coi là nhận biết giá trị. Sau nhiên cự chi bất nạp, tính diệt hạ ích, nghĩa là sau nhưng cự tuyệt chẳng nhận, tính có ích gì đâu, không tiếp nhận. Sau khi đã tin như vậy, chẳng đạt được lợi ích. Sau cố viết do phất tính giả, nghĩa là sau nên nói là cũng như chẳng tin. Vậy thì chẳng khác gì không tin. Vì thế tính thì nhất định phải thọ, thọ rồi nhất định phải hành. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.